Vâng, thưa quý khán giả, nó có rất nhiều chuyện xảy ra và ngày hôm qua đó thì chúng tôi đã nói một phần về cái vụ đóng vào mỏ kép đột nhập vào trong bữa tiệc của Đại sứ Phạm Quang Vinh tổ chức tiếp tân. Thì chúng tôi đã phân tích những cái dữ kiện và sau đó thì chúng tôi có coi một cái video của bên nửa vòng trái đất, anh Derek Phan là một người trẻ rất là nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết, nhưng mà anh hơi thiếu kinh nghiệm về vấn đề làm truyền thông, do đó những cái câu hỏi hoặc là những cái lối đặt câu hỏi của anh ấy, cũng như lối phỏng vấn nó không được chuyên nghiệp cho lắm. Thứ nhất là mình đi phỏng vấn mình không bao giờ mình nói quá dài. Và cái người mà bị phỏng vấn hay là được phỏng vấn họ sẽ không tập trung được cái câu hỏi của mình. Để nhấn mạnh vào cái câu hỏi. Thứ hai nữa là những cái chi tiết nó không liên quan tới cái nội dung của buổi phỏng vấn đừng nên đưa ra. Nhất là cái vấn đề mà cái video mà cái người phỏng vấn đã cố tình giấu mặt thì anh vô tình anh lại hỏi những cái câu hỏi nó làm lộ diện cái nhân vật đó ra. Đơn cử thí dụ ông đó nói rằng ông có một cái giấy mời do người bạn và ông tới. Thì ông chỉ nói là ông đi một mình. Không nên hỏi kế tiếp là ông đi với ai. Thế là ông nói, thì khi hỏi như vậy đó, thì ông cũng hơi gọi là vô tình. Ông trả lời ông đi với một người con. Lại hỏi luôn con trai con gái. Nên là và chắc chắn là tất cả những người đi tham dự buổi tiệc hôm đó hầu như mọi người biết ông ta là ai, bởi vì những cái tiệc như vậy người ta không có dẫn con đi. Nhưng tôi nghĩ rằng á, ông này có lẽ là lớn tuổi, không có dành công nghệ thông tin, và hai nữa cái điện thoại của ông á, thành thật khai báo là cái điện thoại nó cũ rồi, nó không giữ được pin, lúc nào dùng thì cũng phải cắm một cái pin sạc ở trong đó, cái pin pin sạc ở trong đó để sử dụng. Thành ra cái yếu tố thứ hai, ngoài một đứa con là đứa con trai, yếu tố thứ hai là một cái phone cũ mà lại nói ra cái hiệu phone. Hai cái yếu tố đó nó sẽ cho những người tham dự buổi tối hôm đó một phần nào khoảng 80 hay 90% họ biết cái người đang được phỏng vấn đó là ai. Thì đây là những cái mà chúng tôi nói ra để mà giúp cho Derek Phan lấy những cái kinh nghiệm lần sau đi phỏng vấn. Những cái gì nó không liên quan tới cái nội dung mình muốn nói. Cái nội dung nó muốn nói là cái gì? Là Derek Phan muốn tìm hiểu là ngày hôm đó đi vào trong đó. Thứ nhất, có tranh cãi không? Có cãi nhau như là ông Phát Bùi nói hay không? Ông Phát Bùi nói là ông chất vấn. Thứ hai là có bị cấm quay phim chụp hình hay không? Đó là cái hai mục tiêu của mình cả đã muốn làm sáng tỏ. Thì trong cái video này đã xem được một cái điểm chúng tôi thấy rằng ghi nhận, đó là cái nhà hàng nó ở trên lầu, thành ra khi mà đi lên á là phải đi lên một cái lầu thì qua một cái bàn ghi danh như chúng tôi đã nói trong những cái video cũ. Thì cái điều này xác nhận là cái nhận xét của chúng tôi trong cái video nó hoàn toàn đúng 100% luôn, chỉ trừ một cái chi tiết mới, đó là hoàn toàn không có sự
tranh cãi hay là đặt câu hỏi của ông Bùi Phát với lại ông đại sứ Phạm Quang Vinh. Tôi tin chắc cái điều đó, nhưng mà bữa nay thì cái video của Derek Phan đã cho nhìn thấy cái sự thật là theo lời của cái người tham dự ngày hôm đó họ cho biết là hoàn toàn không có. Như vậy, cả hai ông chủ tịch Người Việt Quốc gia Bùi Thế Phát và ông phó chủ tịch thuộc Đảng Việt Tân là Nguyễn Long đều nói láo. Tại vì hai ông đều dành nhau cái thành tích là ngang nhiên mà gọi là để che mắt, nói láo với lại dư luận của Người Việt Quốc gia của ông ấy. Tôi nói là Người Việt Quốc gia của ông ấy là tại vì tôi không có nằm trong cái tổ chức Người Việt Quốc gia. Tôi là một cư dân Mỹ và tôi sống ở trong thành phố Westminster. Tôi không trực thuộc bất cứ một cái ban điên dại cộng đồng nào hết của ông Trương Ngãi Vinh cũng như là của ông Bùi Thế Phát. Thì trong cái buổi nói chuyện như thế này, trong lần trước, bây giờ nó xác nhận một điểm. Cái sự việc đột nhập như là ông Bùi Thế Phát nói là hoàn toàn không có. Bởi vì nếu mà ông đột nhập thì ông làm sao ông đi qua được cái bàn ghi danh. Ông bắt buộc phải đi bàn ghi danh là thứ nhất. Thứ hai, ông phải tháo cái cà vạt cờ vàng ba chọc đỏ để vứt ngoài xe trước khi ông đi vào. Bởi vì chắc chắn rằng á, nhân viên an ninh không cho ông vào nếu mà ông đeo cà vạt. Cái điều thứ ba là hoàn toàn không có lời chất vấn nào. Và cái điều thứ tư nữa là không có lời mời nào mà gọi là mời ông ấy lên trên đó. Theo như là đại sứ Phạm Quang Vinh và 5 người đi theo ông á, tổng cộng phái đoàn của ông đi là 6 người, có ông Du Miên và có vợ của ông Bùi Thế Phát, Phan Kỳ Nhơn này, đại khái thì những người đi theo ông nó không xác nhận cái chuyện ông được mời lên trên đó. Ai mời? Có thể là một nhân viên trong tòa tổng lãnh sự hoặc nhân viên của đại sứ xuống mời ông lên ngồi trong bàn VIP, và ông cho đó là một cái sự vinh dự cho một chủ tịch cộng đồng Người Việt Quốc gia được một đại diện của nhà nước Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa mời lên trên bàn. Và ông đã bỏ anh em, bỏ tất cả những người đi chung với ông, chúng tôi đóng vào một ngoặc kép đồng chí của ông ấy. Tụi bay ngồi dưới đó đi, tao được mời lên đây này. Nếu mà tôi như ông Bùi Thế Phát, tôi sẽ nói rằng, bởi vì trong cái nhà hàng rất là rộng, Bùi Thế Phát, tôi muốn được cảm ơn cái lời mời của ông, nhưng mà thay vì tôi nhận lời lên trên đó, ông cho tôi một cái bàn ngay bên cạnh của ông, và để cái bàn, để một cái bảng ban đại diện cộng đồng Người Việt Quốc gia và cả 6 người cùng lên. Cái đó nó mới là cái sự danh dự và hãnh diện cho mình. Còn cái việc làm của ông bây giờ, cái ngày hôm đó, rõ ràng ông ở vào một cái thế thụ động, bị động, đặt dưới quyền điều khiển của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa qua đại sứ Phạm Quang Vinh. Đó là cái sự nhận xét của tôi.